Wow! Như các bạn cũng đã biết thì ngày hôm nay Minecraft chính thức đạt 1.000 tỷ lượt view ở trên YouTube, và YouTube cũng đã làm một cái video để đếm cái lượt, nói chung là để kỷ niệm cái ngày mà tổng số lượt view về game Minecraft đạt được 1.000 tỷ lượt view, mà con số nó cực kỳ lớn luôn các bạn. Ngoài ra thì Minecraft cũng đã làm một cái video để kỷ niệm cái ngày này nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem cái video của Minecraft làm nó sẽ có cái gì hay ho và thú vị nha các bạn. Ok, và video này dài khoảng tầm 1 phút 52 giây thôi, cũng không dài lắm các bạn. Minecraft build 2009 à. Đây 2009 là những cái block đầu tiên nha các bạn. Ui. Bắt đầu. Đây rồi, bắt đầu. Tới ngày hôm nay, từ bắt đầu từ build 1.1 tới ngày hôm nay. No Minecraft. À. Đây tức là người ta đang nói là những cái block này á là được những cái người chơi họ đang tiếp tục xây dựng các bạn ạ. Đấy. Đào bới liên tục các bạn, mà nói chung là cái video này nhìn cũng khá là hay các bạn ạ. Nhìn làm theo kiểu animation các bạn. Wow. Ender Dragon chết nè. Đây. Exceptor và nó rất nguy hiểm. Ui. Có chân. Ui. Ui. Ảo thật đấy. Đấy, đó, cái đó là mod các bạn. Và cái này là hack. Chứ không phải là mod. Ui, bản đồ. Item frame à. Speed run nữa nè, có cả speed run luôn nè. Nè, kêu cẩn thận mất ngựa, mất tiêu luôn. Ảo thật hả chứ? Moja, the studio's plan. Oh, sorry. You're serious? No, even today they still can't imagine what the future holds. Kêu là mình chưa thể biết được cái điều gì sẽ gọi là giống kiểu là sao ta? Là cái điều gì nó sẽ xảy ra trong tương lai chắc vậy á. Mình tiếng Anh mình nó hạn hẹp cho nên mình dịch sơ sương sương da đen gì thôi. Nói chung là cái clip dễ hiểu các bạn. Đấy. Rap build sprite. Đấy, cinematic. Ờ, làm theo kiểu cinematic chứ không phải là kiểu animation. Ờ, đúng rồi. Thì á ngày hôm nay nhân cái dịp á mà tổng số lượng view về game Minecraft đạt được 1.000 tỷ lượt view ở trên YouTube thì mình cũng có góp được một phần không mấy phần trăm trong cái số đó, thì á mình cũng sẽ có một cái sự kiện nho nhỏ, đó chính là mình sẽ tặng cho các bạn một tài khoản premium, à tức là tài khoản bản quyền dành cho một bạn may mắn khi mà comment cũng như là like và chia sẻ video này ở chế độ công khai. Thì các bước làm á, mình sẽ hướng dẫn các bạn ngay bây giờ nha. Bước 1, các bạn like video. Bước 2, các bạn nhấn vào nút chia sẻ, chọn chia sẻ qua Facebook. Sau đó vui lòng chọn chế độ chia sẻ lên bản tin, chọn chế độ công khai, bấm nút chia sẻ để đăng lên Facebook nha. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh của mình thì hãy bấm vào nút đăng ký, bấm vào cái chuông, bấm nhận tất cả thông báo để ủng hộ cho channel của mình nha. Tiếp theo, các bạn vui lòng comment một số bất kỳ từ 1 cho tới 200. Thì ở đây mình sẽ chọn một con số là 123. Và các bạn vui lòng để lại link tài khoản Facebook các bạn đã chia sẻ ở chế độ công khai. Mỗi tài khoản YouTube vui lòng chỉ comment một lần và mình sẽ chọn ra con số may mắn ở trong phần bình luận. Trong trường hợp nếu như cả hai bạn cùng comment một số, mình sẽ chọn ra bạn có bình luận sớm nhất và nhanh nhất, cũng như là đáp ứng điều kiện chia sẻ video công khai ở trên Facebook. Ngoài ra mình sẽ còn có thêm hai giải nữa dành cho hai bạn kém may mắn hơn, đó chính là hai áo tròn trị giá là 10 đô một áo tròn, gọi là cap đấy, ở trong Optify. Thì như vậy tổng giải thưởng của chúng ta là sẽ có 3 giải thưởng. Giải thứ nhất là một tài khoản premium. Giải thứ hai là hai áo tròn dành cho hai bạn may mắn. Video này được đăng vào ngày 16 tháng 12 và mình sẽ tổng kết vào lúc 19 giờ ngày 21 tháng 12. Lúc đó mình sẽ livestream trực tiếp
quay sổ số cho các bạn. Và thể lệ cực kỳ đơn giản, mình sẽ nhắc lại một lần nữa, đó là like video, comment một số bất kỳ từ 1 cho tới 200 và chia sẻ video ở chế độ công khai, để lại bình luận và nhớ để lại link Facebook để mình kiểm tra xem các bạn đã chia sẻ công khai chưa nha. Còn bây giờ thì chúc các bạn may mắn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào 19 giờ ngày 21 tháng 12 trên kênh livestream của MK Gaming nha.